Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay cũng có khá nhiều những cái tin tức quan trọng xoay quanh câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì những nhân vật mà liên quan đến câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng đó thì không thể nói là chỉ có bên phía của những cái người mà ủng hộ bà Hằng mà còn có những cái người mà phản đối với lại bà Hằng nữa. Tại vì mình nói tới cái từ mà những người mà liên quan đó thì thật sự là nó có rất là nhiều người, phải không? Nó rất nhiều giới nữa, nó bao gồm nhiều giới, trong đó có cả quan chức của nhà nước, có cả những luật sư, có cả những nhà báo, YouTuber, rồi có luôn cả người dân Việt Nam nữa quý vị. Cho nên nếu mà để nói mà xét xử một cái phiên tòa mà cho nó đúng người đúng tội đó thì có thể là chúng ta sẽ thấy là phải đưa ra rất là nhiều những nhân vật liên quan, trong đó có cả từ hai phía chứ không thể nói một phía. Mà thưa quý vị, là cái câu chuyện một cái Vũ Hằng đó là từ ban đầu mà để đưa ra ngoài công chúng là câu chuyện của ông Võ Hoàng Yên và bà Hằng, chỉ có hai phía đó thôi, nhưng mà ông thật sự ông Võ Hoàng Yên ông có liên quan đến rất là nhiều những người, những nhân vật mà quan trọng, những cái người mà nổi tiếng. Vì vậy cho nên là câu chuyện này nó sẽ dính líu tới rất là nhiều người, rồi những người đó họ mới đứng sau lưng, rồi họ chọc cái bánh xe, rồi họ có những cái lời lẽ xúc phạm, họ có những cái group không để vu khống, để xuyên tạc những cái điều, những công việc thiện nguyện mà ông bà Dũng Hằng đã làm trong quá khứ. Thì vậy cho nên là tức nước vỡ bờ thì bà Hằng đã lên tiếng mạnh mẽ, và cái tính khí của bà Hằng thì chúng ta cũng đã biết rồi, nói thẳng, nói thật, lời thật bất lòng. Cho nên là khi mà nói đến câu chuyện này á, thì thật sự với một cái góc nhìn mà khách quan á, có rất là nhiều điều mà chúng ta cảm thấy rằng là nó chưa có được rõ ràng. Khi mà cơ quan chức năng chỉ có bắt giữ một mình bà Nguyễn Phương Hằng với những lá đơn tố cáo của những người mà đối lập đó, thì cái chuyện này chúng ta cảm thấy có một sự gì đó, nó cảm thấy nó xót xa cho một người mà rất là giàu có tấm lòng bác ái, mở ra những cái quỹ thiện nguyện giúp đỡ cho người dân, giúp đỡ cho đồng bào, thậm chí là giúp đỡ cho đất nước nữa quý vị, mà lại bây giờ phải dưới trong tù ngồi, không? Cảm thấy rất là xót xa, phải không ạ? Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người khi mà nghe qua câu chuyện này thì cảm thấy rất là xót xa. Thật sự có những người không thích bà Hằng luôn, không thích bà Hằng về những cái việc mà bà đã chửi bới trên mạng xã hội đó, họ không thích, nhưng mà họ cũng cảm thấy là xót xa bởi vì họ có cái tấm lòng lương thiện, chứ không phải giống như một số những thành phần mà hả hê chê cười, mở tiệc ăn mừng vân vân. Khi người ta cho dù là một đối thủ với mình, cho dù là một đối thủ, nhưng mà cũng thật sự cũng không phải là cái mối thù truyền kiếp mà gì để gây ra một cái thù hận mà coi như là suốt đời, chỉ là một đối thủ thôi. Thì khi mà người ta đã sa cơ thất thế, người ta đã vô trong trại giam dưới bốn bức tường lạnh trong đó rồi, thì thôi mình đâu có cái gì đâu mà phải mà lên trên mạng mà để mà nói những cái lời lẽ thô tục, rồi lại mở tiệc ăn mừng này nọ đồ, thì cái chuyện đó là cái chuyện nó không có phải là một cái tâm của một cái con người mà liêm chính quý vị. Có rất là nhiều người của bạn đã biết rằng là vẫn không đồng tình với lại bà Nguyễn Phương Hằng trong cái vấn đề về lôi người này người kia ra, có những lời lẽ xúc phạm ở trên mạng xã hội đó, thì họ không có đồng tình. Nhưng mà đâu đó trong thâm tâm của họ đó, họ cảm thấy rằng là cũng khá là xót xa khi mà một người tự nhiên là giàu có, không ăn không đi hưởng lạc đi, hai vợ chồng nhiều tiền quá mà tại sao lại không có đi chu du thiên hạ đi, hả? Cái số tiền đó mà bây giờ là ăn xài ba đời cũng chưa hết nữa, mà tại sao là cứ lao đầu vô cái này mà lên trên mạng livestream rồi hàng ngày như thế, rồi rồi
rồi đến thời điểm này lại là phải là do trong trong tù ngồi. Xót xa chứ, đúng phải không ạ? Và Quốc Phở không hề tin tin rằng có một ngày nào đó mà bà Hằng lại vào trong tù. Thật sự là mình không thể tin được quý vị. Với những cái lá đơn mà tố cáo bà Hằng đã xúc phạm danh dự nhân phẩm hay là cái gì đó trong mạng xã hội, đối với những lá đơn tố cáo đó thì cùng lắm thì là mang một cái tội là coi như là xúc phạm nhân phẩm người khác thì ra tòa rồi rồi đền bù nhân phẩm rồi trả tiền hay là cái gì đó thôi, chứ còn làm sao mà có cái chuyện mà dính vô cái tội 331 mà để phải là coi như là ngồi tù mà đến được thời điểm mà coi như là vô trong tại tạm giam 3 tháng rồi bây giờ lại gia hạn thêm 2 tháng nữa là 5 tháng. Như vậy là đối với những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm thì mới có những cái thời gian hạn mà tạm giam mà lâu như vậy quý vị. Cho nên là thật sự là mình cứ nghĩ đây là một giấc mơ thôi chứ không thể nào tin được. Rồi nói tới những nhân vật mà liên quan tới bà Hằng thì trong đó có những cái người trong cái ekip mà hỗ trợ bà Nguyễn Phương Hằng. Tức là mình nói trước hết, mình nói về những cái người mà hỗ trợ bà Hằng trước. Thì trong đó đó, nói đến, nhắc đến là cái ekip bà Hằng thì phải nói đến là những cái người mà làm việc với lại bà Hằng. Với tư cách là những cái trợ lý, những thư ký v.v. hoặc là nhân viên của công ty Đại Nam. Thì bà Hằng bà mướn những cái người này về làm việc và trả tiền lương thì những người này là phải làm việc thôi. Đó. Người ta nói rằng là sai đâu thì làm đó chứ đâu có thể nào mà cãi lệnh được, đúng không ạ? Họ chỉ là những người nhân viên thôi. Chủ kêu đâu thì mà làm đó. Họ cũng bị liên quan đến vấn đề này và cũng bị những người kia họ để nêu tên ra để mà có những cái lời lẽ mà chưa có được chính xác lắm và lại yêu cầu là cơ quan chức năng phải khởi tố và những người này. Và đặc biệt những người này trong nhóm mà những người mà thường xuyên hay lên trên livestream bà Hằng đó thì trong đó có cả ông tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Đó. Thì hai người trong những cái buổi livestream thì thường hay là tung hứng với nhau. Nhưng mà hầu như là hơn 80%, 90% là bà Hằng nói. Còn ông Đặng Anh Quân thì ổng chỉ là thêm mắm giảm muối thôi. Rồi ông Đặng Anh Quân này ổng cũng bị là những người kia họ cũng làm đơn, họ khiếu nại, họ kiện và họ yêu cầu cơ quan chức năng phải là khởi tố ông này. Thì hôm nay có một tờ báo Zing. Hôm nay có nhiều tờ báo lắm nhưng mà Zing là trước mặt quý vị đây. Có một cái bài viết nói về là Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nói về vụ giảng viên livestream cùng bà Phương Hằng. Thì thưa quý vị, quyền hiệu trưởng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tiến sĩ Đặng Anh Quân vẫn công tác bình thường, tinh thần của nhà trường là không dung túng cho sai trái. Điều tra mở rộng vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Cơ quan điều tra đã làm việc với tiến sĩ Đặng Anh Quân, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Quân công tác tại khoa luật thương mại, giảng dạy về luật đất đai môi trường. Giảng viên này từng là khách mời quan trọng xuất hiện trong các livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì các bạn thấy rõ ràng là ông Đặng Anh Quân này, ông có một tầm nhìn rất rộng. Tuy ông là không phải là trẻ mà cũng không phải là già. Cái lứa tuổi là cái tầm trung thôi. Và với một sự hiểu biết của một cái người về tiến sĩ luật thì không thể nào nói là u mê hoặc là nói chuyện một cách mơ hồ được, mà hoặc là không thể nào nói chuyện là nói rằng ông này ông bênh vực bà Hằng một cách mù quáng được, bởi vì ông có kiến thức, ông có cái tầm nhìn rộng. Nếu không có như vậy thì làm sao mà ông giảng dạy cho sinh viên ông được quý vị, phải không? Những sinh viên của ông là những sinh viên sau này ra trường là tốt nghiệp đại học và cũng có thể nên là một trong những sinh viên đó sau này sẽ là những giảng viên của giảng đường.
thì không thể nào nói ông Tiết Xuân Lực Anh Quân này ổng là người ít học được. Và thông tin với Vietnamnet á, thì phó giáo sư Trần Hoàng Hải hiện đang là quyền hiệu trưởng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay nhà trường vẫn đang theo sát sự việc và chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Theo ông Hải, từ khi sự việc này xảy ra đó thì các giảng viên trong trường cũng có phản ánh, nhưng nhà trường không thể xử lý bằng cảm xúc mà phải chờ kết luận từ cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, để tránh sự việc tương tự xảy ra, nhà trường thường xuyên nhắc nhở các giảng viên khác. Tức là theo ông Hải này thì không có cái cớ gì mà để mà xử phạt tiến sĩ luật này được gì cả. Bởi vì ông đâu có tội gì đâu quý vị. Ông hiệu trưởng này ông nói đó là chừng nào mà cơ quan chức năng đó họ ra những kết luận xử phạt ông Luân này đó, ông tiến sĩ Đặng Quân này đó, thì lúc đó nhà trường mới có những biện pháp. Còn bây giờ thì hiện tại bây giờ ông đâu có tội gì đâu. Không thể nào mà nhà trường có thể là kỷ luật hoặc là buộc thôi việc hay là như thế nào đối với ông Lập Đình Quân này cả. Thì ông phó giáo sư này đó, ông cũng cho hay ông là quyền hiệu trưởng quản lý con người thực thi nhiệm vụ ở nhà trường, còn tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước. Khi cơ quan quản lý nhà nước hành chính về vi phạm an ninh mạng hay khởi tố ông Quân thì nhà trường mới có cơ sở để xử lý theo luật viên chức. Còn nhà trường không có thẩm quyền xác định người đó vi phạm pháp luật. Ông Hải cho biết ông Đặng Quân vẫn công tác bình thường. Tinh thần của nhà trường là không dung túng cho sai trái. Do vậy khi cơ quan có thẩm quyền xác định ông Quân vi phạm thì nhà trường sẽ xử lý. Đó, nói rất là hay. Bây giờ ông Quân ổng chưa có tội gì cả cho nên vẫn là công tác bình thường và nhà trường không có quan tâm tới chuyện này. Nhà trường vẫn tiếp tục hoạt động bình thường và cứ để cho ông Quân này giảng dạy bình thường. Và nếu như ông Quân này ổng sai trái thì sức mấy mà ổng được giảng dạy học rồi chắc đứng lên bỏ về hết rồi. Phải không ạ? Nếu ông Quân này mà ổng thật sự mà ổng sai trái thì coi như là khi mà ông vô lớp một cái ông xách cặp laptop vô lớp để giảng dạy cái học sinh sinh viên đứng dậy nó bỏ về hết rồi, không có đứa nào ngồi lại đâu quý vị. Mà đến hôm nay mà ông còn ngồi đó để ông giảng dạy được, chứng tỏ là những sinh viên này là những sinh viên có một cái tầm nhìn rộng và họ hiểu biết quý vị. Cho nên là chưa chắc gì bà Hằng bà bị bắt khởi tố bắt tạm giam như thế mà bà Hằng bà sai hoàn toàn 100%. Quốc Võ không có nói là cổ suý cho cái việc mà chửi bới trên mạng xã hội của bà Hằng, mình cũng không có đồng tình về vấn đề này. Tuy nhiên thì người ta nói rằng là không có lửa sao có khói được, cho nên là mình chờ một cái phiên tòa xét xử công bằng đó. Và mình vẫn tin rằng là pháp luật Việt Nam vẫn xét xử nó công bằng từ xưa giờ. Vì vậy cho nên là chúng ta cứ chờ xem thôi và để coi tình hình sắp tới như thế nào để cho cái phiên tòa xét xử của bà Hằng nó có hợp với lòng dân hay không. Đó, chứ đâu phải khơi. Đâu phải khơi mà bà Hằng bả lên bả mạng bả chửi này kia nọ, bả chửi mới đúng người chứ. Còn nếu như mà quý vị nói rằng có những người đâu có đụng chạm tới bà Hằng đâu mà bà Hằng ghê chửi thì quý vị hãy tìm hiểu cho kỹ. Tại vì khi mà mình chưa tìm hiểu thì mình chưa biết được. Mình phải tìm hiểu cho kỹ. Mà nếu như quý vị mà tìm hiểu không ra thì liên lạc với Quốc Võ sẽ gửi cho những một số những cái bằng chứng cho. Đó. Rồi bên phía của Công an Thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh đó cũng làm việc với những ekip hỗ trợ bà Hằng. Thì ở trong đó có một số những cái nhân vật thuộc về cái vấn đề về nhân viên đó, thì gồm có là như thế nào? Gồm có là bên phía của trợ lý. Phải không? Đó. Thì những người trợ lý của bà Hằng thì gồm có ai? Gồm có là ông Huỳnh Công Tân, rồi bà Lê Thị Thu Hà, tức là Hà Ly á, và người thứ ba nữa là Nguyễn Thị Mai Nhi, tức là Hoàng Nhi.
Thì đó là ba cái người mà đã bị ca sĩ Viu Anh và cô nhà báo Hằng Nhi đã gửi đơn lên trên cơ quan chức năng để yêu cầu là khởi tố những cái người này, bởi vì người này đã giúp cho bà Hằng quản lý khoảng 12 kênh YouTube, trang mạng xã hội, lên kịch bản khách mời trong các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng để phát tán thông tin về nội dung ngôn từ sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm của các nữ ca sĩ cùng những cá nhân cử tri khác. Thật sự thì không có tổ chức nào ở đây cả. Bà Nguyễn Phương Hằng, bà không có đụng chạm tới tổ chức nào cả. Bà chỉ nói về cá nhân thôi. Và bà cũng chưa bao giờ lên tiếng để bêu xấu, bôi nhọ hoặc là đụng chạm đến quyền lợi ích của nhà nước. Cái này chỉ là đụng chạm đến cá nhân, giữa những cá nhân với nhau thôi. Mà hiện tại bây giờ đó, cá nhân này và cá nhân kia, hai bên trên mạng xã hội nó chửi nhau như là hà rầm mỗi ngày quý vị. Mình lên trên YouTube mình nhìn thấy một cái là mình cũng mệt mỏi. Người này chửi kia qua, người kia chửi lại, phe ta chửi phe mình, phe ta chửi phe địch. Rồi cuối cùng là lâu lâu lại là phe ta chửi phe ta luôn. Phe địch chửi phe địch luôn. Nói chung là có những cái gì mà bất đồng ý kiến là cứ đưa lên mạng chửi. Mà có những lời lẽ rất là thô tục, rất là xúc phạm. Mà cũng đâu có ai kiện thư giống quý vị. Mà tại sao không hiểu là bà Hằng lại bị dính vô cái vấn đề về 331 này, cũng không biết được. Đó, thì báo chí họ đăng lên. Rồi thì cái bên phía của tỉnh Thất Bồng Lai đó, thì những ngày qua cũng rất là xôn xao và có những tin nóng. Chúng ta cứ chờ đợi phiên tòa vào ngày 30 tháng 6 này. Nghe đâu thì những cái luật sư của bên phía Thiền Am cũng nói rằng là yêu cầu là hoãn phiên tòa để thu thập thêm những cái bằng chứng cứ gì đó. Nhưng mà cuối cùng là báo chí đã đăng lên rồi là giữ đúng ngày 30 tháng 6. Thì mình nghĩ rằng là bên phía của an ninh phải thắt chặt các người mà làm trong ngành cơ động, cảnh sát hoặc là dân quân tự vệ hay là gì đó. Tại vì phiên tòa này là phiên tòa có thể xét xử công khai, cho nên là sẽ có rất là nhiều những thành phần trà trộn vào để có thể là phá hoại cái phiên tòa. Nếu như mà cái phiên xử mà nó không có vừa ý họ đó, thì sẽ có những cái điều nó không may hoặc đáng tiếc xảy ra đó. Cho nên là phải thắt chặt về an ninh. Đó quý vị. Hôm nay Quốc Võ cũng cập nhật một số tin như thế này. Và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong ngày mai. Nếu có những cái tin tức gì mà mới đó, thì Quốc Võ sẽ cập nhật ngay. Chúc cho cả nhà của mình một ngày tốt lành nha. Bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi một số tin tức thương mại trong cái mùa lễ Father's Day này, còn có mấy ngày nữa hết rồi. Thì còn một số những cái sự khuyến mãi đặc biệt đó, thì bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thì Quốc Võ đã chuẩn bị sẵn một số những cái món đồ chơi, tạm gọi là đồ chơi ha, để thư giãn trong một cái buổi sáng như thế này. Thì hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời quý vị, một ngày coi như là gần như là cuối tuần đó. Chúng ta có thể là có một số những cái điều mà chúng ta còn phải làm ở trong ngày. Tuy nhiên thì trước khi mà làm việc thì chúng ta cũng phải chút xíu gì đó, gọi là mình ngồi lại mình tận hưởng hương vị cuộc sống ha. Thì bây giờ Quốc Võ sẽ pha trà cho quý vị xem. Đây là một cái hộp trà Ashitaba của Nhật Bản mà Quốc Võ đã bày bán trong thị trường thời gian vừa qua. Bây giờ mình sẽ xé một cái túi trà ra để mình bỏ vào trong cái ấm trà. Đó quý vị. Sau đó mình chế nước sôi vào. Thì Quốc Võ đã pha sẵn nước sôi trong đây ha. Mình chế vào cái bình trà như thế này, bằng thủy tinh.
Thì cái gói trà này đó là chúng ta pha khoảng chừng 1 lít nước sôi. Như vậy cái bình trà này thì mình chúng ta có thể là pha 2 lần ha, 2 lần nước. Mỗi lần như vậy chúng ta pha chừng 2/3 cái bình thôi. Đó. Rồi mình đậy nắp lại, mình chờ khoảng chừng 5 phút để cho cái trà nó ra đó. Cái trà nó ra thì mình sẽ uống. Thì trong khi thời gian mình chờ trà ra thì bây giờ Quốc Võ sẽ đốt hương trầm cho mọi người xem. Đây là một cái loại hương trầm đặc biệt, nó gọi là VIP, tức là VIP á các vị. Đó. Hương trầm này làm bằng một cái loại trầm hương nguyên chất, coi như là không có pha bất cứ một cái là phẩm màu hoặc là mùi hoặc là tạp chất gì cả. Và rất là tốt. Và cái hương trầm này thì nó không có cái tim dính giữa, nó không phải giống như cái cây nhang, mà cái gọi cái nhang trầm này là không có tim và bị kết dính bằng cái hồ kết dính thôi quý vị. Đó, bây giờ mình đốt ha, mình đốt nè. Rồi, sau đó thì Quốc Võ bỏ vào trong một cái khay như thế này. Đó, rồi mình đậy đắp lại ha. Đậy đắp lại. Thì cái khói trầm hương á, nó sẽ len lỏi qua cái khe hở của cái nắp này đó. Quý vị thấy không? Và chúng ta để xa khoảng chừng một thước thôi ha. Để xa khoảng một thước. Thì cái khói trầm nó sẽ lan tỏa ra khỏi căn phòng này. Nó làm cho cái mùi hương rất dễ chịu. À, làm cho chúng ta cảm thấy là yêu đời hơn, khỏe mạnh hơn và xua đuổi đi những cái tà ma. Đó. Rất tuyệt vời quý vị. Thì cái loại hương trầm này đó là nó nằm trong cái bó nhang thế này đó quý vị. Mỗi bó nhang như vậy đó là có 100 cái cây hương nhang trầm ha. Đó. Thì Quốc Võ đang bán trên thị trường là giá là $125 cho một bó nhang thế này. Và một cái khay như vậy đó mình bán là $25 cho một cái khay. Như vậy là một bộ nó vừa cái hộp nhang vừa cái khay là tổng cộng là $150 ha cho một bộ như thế này. Đó, rất tuyệt vời. Rồi, mình nhắc lại cái hộp trà Acetaba này. Thì thưa quý vị, trà Acetaba là một loại trà rất là tuyệt vời, được sản xuất tại Nhật Bản. Và những cái người mà trong cái ngành mà khoa học gia đó, họ bào chế từ cái cây, từ cái lá cây Acetaba ra để họ bào chế thành trà. Thật sự nói là trà nhưng mà nó không phải là một cái loại trà thông thường mà nó có chất caffeine, mà cái loại trà này thì nó chỉ là thảo dược. Nó giúp cho chúng ta ngủ ngon, giúp cho chúng ta giảm mỡ trong máu, giúp cho chúng ta tăng cường sức đề kháng, tăng cường trí nhớ, tránh đột quỵ và tránh đau khớp vân vân, rất là nhiều cái công dụng. Thì mỗi ngày như vậy chúng ta uống 2 gói. Mỗi buổi sáng là cái như là 1 lít nước là một gói, rồi buổi chiều đi làm về chúng ta pha một gói nước nữa, chúng ta uống một ngày 2 gói. Thì bảo đảm coi như là trong vòng 6 tháng khi thử máu lại chúng ta cảm thấy là cholesterol của mình giảm xuống rất là nhiều luôn. Đó. Thì một cái hộp này là 40 gói ha, 40 gói trong này. Một ngày uống 2 gói, như vậy chúng ta uống 20 ngày là hết một hộp này. Và giá của một hộp này là $45. Thì thưa quý vị, trong cái mùa lễ tạ ơn cha này, tức là trong tháng 6 này, còn khoảng mấy ngày nữa thôi là hết tháng 6 rồi, thì Quốc Võ vẫn còn khuyến mãi, tức là một cái đợt giảm giá rất là tuyệt vời. Và nếu mà quý vị mua 5 hộp thì quý vị sẽ được tặng free một hộp, tức là 5 hộp là $225 thì quý vị sẽ được tặng free một hộp ha. Và quý vị chịu khó trả tiền shipping, bởi vì tiền shipping bây giờ nó cũng hơi mắc đó, mình không có lời nhiều cho nên mà mình đã tặng quà nữa, cho nên là thật sự thì mình không có lời nhiều. Nhưng mà có bạn muốn tri ân cho những người cha chú anh chị đang sống tại khắp mọi nơi, thì bằng cách là trong tháng 6 này thì Quốc Võ có một cái đợt khuyến mãi đặc biệt rằng là mua 5 tặng 1 nha. Rồi, 5 hộp trà tặng 1 hộp. Và một cái sản phẩm nữa đó thưa quý vị, đó là nước lựu collagen. Đây, nước lựu collagen thì ở trong đây nó có tổng cộng là 30 cái gói nhỏ. Thưa quý vị, 30 gói nhỏ nha quý vị. Đó. Thì mỗi cái gói nhỏ như vậy chúng ta uống một lần. Nó có nước sệt sệt, nó chua chua ngọt ngọt và rất là tốt luôn. Và nước lựu collagen này nó có một cái tác dụng tuyệt vời là tăng cường sức đề kháng, làm cho chúng ta ngủ rất là ngon ha, giảm mỡ trong máu,
giảm mỡ ở trong những cái vùng mà bụng hoặc là hông vậy đó. Rồi ngoài ra đó thì nó rất tuyệt vời, nó làm cho chúng ta đẹp da, bởi vì nó có collagen trong đó, nó làm chúng ta đẹp da, sáng da. Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta cảm thấy da mình nó sáng mà nó tẩy đi tế bào chết rất là nhiều, và cảm thấy là nó khỏe trong người lắm. Chúng ta uống cái này trước bữa ăn khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ ha. Lấy một cái ly nước, lấy một cái ly mà bỏ đá vào, sau đó chúng ta mới là xé cái túi, cái gói nước lựu này, chúng ta xé ra, chúng ta đổ vào trong cái ly đó, rồi chúng ta pha thêm một chút xíu nước lọc bình thường, rồi chúng ta lấy muỗng ta quậy lên ta uống. Có người thì uống là 2 gói, có người thì uống là 1 gói. Một ngày chúng ta uống bao nhiêu gói cũng được hết, thường thường thì uống khoảng chừng 2 gói 3 gói gì đó, tùy theo cái mỗi người, thì rất là tốt quý vị, rất tốt luôn ha. Đó, và một cái sản phẩm thứ ba nữa là quý vị biết là cái gì không, là collagen cá hồi. Đó, đây collagen cá hồi. Thì trong cái collagen cá hồi này đó, một cái hộp lớn như vậy nó có 2 hộp nhỏ, là quý vị nó có hai hộp nhỏ ha. Đây, nó có 2 hộp nhỏ nè, thì mỗi hộp nhỏ này á, nó có là tổng cộng 20 gói, tức là nguyên cả hộp lớn là nó có 40 gói. Thì thưa quý vị là như thế này, cái cá hồi này á, là nó làm bằng collagen, tức là collagen nó làm từ cá hồi, rồi rất là tuyệt vời luôn. Công dụng của collagen thì quý vị đã biết rồi, những đặc biệt là các anh chị phụ nữ thì biết rằng là collagen thì nó làm cho đẹp, sáng đẹp da là biết rồi, nhưng đặc biệt là da mặt của mình á, thì mỗi người phụ nữ hoặc là đàn ông gì đó thì đều quan tâm tới cái nhan sắc của mình, ra đường là phải đẹp đúng không ạ. Thì quan trọng là cái làn da mình nó sáng, nó tẩy đi tế bào chết, nó làm cho sáng da, nó làm cho trắng da dài tóc vân vân, và nó cảm thấy chúng ta tự tin hơn khi mà ra đường, chúng ta cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều đó. Về cái collagen này thì cá hồi này thì một cái hộp này Quốc Bảo bán chỉ có $50 cho một hộp thôi quý vị, $50 thôi. Thì cũng trong cái mùa mà lễ tạ ơn cha này, tháng 6 này, thì cũng là mua 5 hộp này sẽ được tặng free một hộp nha quý vị nha. 5 hộp tặng free một hộp, tức là $50 một hộp, tức là 5 hộp là nhiêu? $250 tặng free một hộp ha. Bên cạnh đó thì cái nước lựu hồi nãy Quốc Bảo đóng vậy đó, nước lựu này nè. Nước lựu này thì cũng mua 5 tặng 1 luôn. Cái hộp nước lựu này Quốc Bảo bán là $60 ha. Mua 5 hộp là $300 thì được tặng free một hộp này luôn. Và dĩ nhiên thì quý vị phải trả tiền ship. Cái giá tiền ship đó, nó tùy thuộc vào cái số lượng của quý vị. Đó, mình mua nhiều thì nó nặng thì mình phải ship tiền nhiều hơn. Vậy thôi. Đó, quý vị. Thì đó là ba cái sản phẩm rất là đặc biệt mà Quốc Võ vừa mới giới thiệu. Ngoài ra còn có cái trầm hương nữa, là 4 sản phẩm, phải không ạ? Ở trước mặt Quốc Võ đây quý vị thấy là những cây phong thủy nè quý vị nè. Đây là một cây phong thủy, đây là một cây phong thủy nhỏ nè. Quốc Võ còn có những cây phong thủy khác nữa rất lớn. Nhưng mà cái bàn này thì không có để nhiều phong thủy được, cho nên là mình để 2 cái loại thôi, một cái loại trung trung và một cái loại nhỏ. Thì thưa quý vị, đây là một cái loại cây phong thủy rất là tuyệt vời luôn, làm bằng đá phong thủy và họ design theo những cái cây gốc cây bằng gỗ thiệt nha quý vị nha, cây gỗ thiệt. Phía dưới có tượng Phật Thích Ca đang tọa thiền luôn quý vị, rất đẹp luôn. Đó, thì cái cây phong thủy này á, là nó rất là may mắn, nó đem lại may mắn cho mọi người. Khi mà chúng ta ai mà tin về phong thủy á, thì chúng ta nên có sắm, chúng ta nên sắm đi những cây phong thủy như thế này. Cái cây phong thủy nhỏ xíu này nè là mình để trên bàn làm việc ha, bởi bàn làm việc nhỏ nhỏ. Rồi còn cái cây lớn này thì mình để trên một cái bàn mà salon, ghế salon hay là cái bàn gì đó. Nói chung là tùy vào cái mỗi cái trang trí nội thất của gia đình của mỗi người. Thì chúng ta sắm những cây phong thủy lớn nhỏ gì tùy vào cái không gian của cái ngôi nhà của mình. Thì đây quý vị, rất đẹp ha quý vị ha, rất đẹp luôn. Thì cái giá cả nó tùy thuộc vào mỗi loại cây khác nhau. Thì quý vị nào muốn sở hữu cây phong thủy như thế này đó, thì liên lạc với Quốc Võ, hoặc là muốn sở hữu những sản phẩm tuyệt vời này thì cũng liên lạc với Quốc Võ luôn. Số điện thoại là 714-247-9474 nha. Xin nhắc lại là
714-247-9474. Đó, thưa quý vị. Xin mời quý vị một tách trà buổi sáng nha. Ok. Đó, buổi sáng mình uống trà Acetaba, trà nóng. Mình hít thở cái mùi trầm hương. Mình cảm thấy tâm hồn mình rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thư giãn, buông bỏ hết quý vị ạ. Những cái khó khăn, những cái điều mà nó không tốt đẹp trong cuộc sống đó, thì chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Người ta nói rằng là cái gì ta? Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là mình chấp nhận những gì mình đang có, phải không ạ? Mình cảm thấy cái câu đó là cũng rất là có lý, vì mình chấp nhận những gì mình đang có thì mình cảm thấy hạnh phúc. Mình không cần phải là nghĩ những cái chuyện xa vời, cao sang, cao xa quá. Ước mơ những cái điều mà nó quá xa xôi thì đôi khi mình với không tới là mình bị hụt hẫng, rồi mình thất vọng, rồi mình chán nản, rồi mình chán đời vân vân. Nhưng mà thật, nếu như quý vị mà cảm thấy là mình có như vậy là đủ rồi, thì mình nhẹ nhàng, mình cảm thấy tâm hồn mình nó thoải mái, thì đó là sự hạnh phúc đó quý vị. Hoặc là mình san sẻ những cái điều tốt đẹp cho những người khác. Ví dụ như là mình có chút đỉnh tiền dư thì mình để dành dụm đó, rồi mình có thể gặp những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, rồi mình san sẻ bớt cho họ, thì mình cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì cũng có một câu nữa rằng là hạnh phúc là nước hoa mà mỗi khi mình xớt cho ai thì cũng còn lại vài giọt cho chính bản thân mình, phải không ạ? Đó, có bỏ lưu tâm niệm như vậy. Xin chào tạm biệt quý vị và xin chúc cho quý vị một ngày thật tốt lành. I love you cả nhà mình ha.